khoảng cách 2 mét. Dùng tay chặn lại mỗi khi hắt hơi. Vệ sinh tay sạch sẽ. Đeo khẩu trang đúng cách. Phủ kín mũi và miệng. Nước sát khuẩn luôn bên mình. Sức khỏe, an toàn, hành trình hạnh phúc. Giữ khoảng cách 2 mét. Dùng tay chặn lại mỗi khi hắt hơi. Đeo khẩu trang đúng cách. Phủ kín mũi và miệng. Rửa tay ít nhất 20 giây. Sức khỏe, an toàn, hành trình hạnh phúc.